Ngày hôm nay thì công an phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội đang vào cuộc xác minh vụ việc tài xế ô tô xô xát với một người đi xe máy trên đường. Công an phường Phúc La, đơn vị đã mời tài xế ô tô trong sự việc lên trụ sở công an phường để làm việc. Cùng với đó là sẽ có báo cáo kết quả xác minh tới công an quận Hà Đông. Trước đó, một video clip ghi lại vào hồi 14 giờ 17 phút ngày 17 tháng 2, nam tài xế điều khiển ô tô lưu thông theo hướng phố Sa La, đường Cầu Biêu, phường Phúc La đã bất ngờ xuống xe và hành hung người đi xe máy đang chở theo một thùng hàng phía sau. Sau khi người đi xe máy bị ngã, tài xế ô tô tiếp tục to tiếng với người điều khiển xe máy nhưng được người dân xung quanh can ngăn. Sau đó, người đàn ông quay trở lại xe ô tô, bỏ mặc người đi xe máy và hàng hóa bị đổ dưới đường. Qua xác minh ban đầu, người đi xe máy bị đạp ngã, không bị thương tích và hư hỏng tài sản. Sau Tết, nhiều nữ sinh vùng cao tỉnh Quảng Ngãi đã nghe lời dụ dỗ trên mạng xã hội xuống phố làm việc nhẹ lương cao. Thực chất, việc nhẹ lương cao là làm nhân viên phục vụ quán karaoke và massage. Lực lượng công an cơ sở đã kịp thời ngăn chặn và giải cứu các em. Vừa qua, em Phạm Thị Việt, 18 tuổi, ở xã Ba Giang, huyện miền núi Ba Tơ, vui mừng khi được công an xã Ba Giang giải cứu em thoát khỏi nhà trọ của tiếp viên quán karaoke ở tỉnh Quảng Nam. Lúc đó em phối hợp với công an xã ra tới đó đón bé về, mà lúc đó bé hoảng loạn, nó mừng, muốn về. Trong đó có trường hợp má em ở Trà Bồng cũng bị như vậy, mà muốn về không được. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, bị tai nạn giao thông khi đang học lớp 11. Em Việt tạm nghỉ học để chữa trị. Do muốn kiếm tiền dịp Tết nên đã lên mạng xã hội Facebook và được một người phụ nữ tuyển phụ bếp quán ăn ở thành phố Quảng Ngãi. Việt được xe ô tô tới đón đi. Tuy nhiên, xe đưa ra thẳng tỉnh Quảng Nam và đưa vào khu nhà trọ bắt làm nhân viên phục vụ quán karaoke. Ban đầu họ kêu con xuống đó đi, con tưởng đi bán trà sữa, không ngờ họ kêu con đi tiếp khách. Con số quá, con gọi cho ngoại kêu ngoại đón về. Thời gian qua, lợi dụng hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nhu cầu tìm kiếm việc làm sau Tết, cùng với đó là trình độ nhận thức còn hạn chế của các em gái ở một số huyện miền núi. Với chiêu trò tuyển việc làm lương cao, các đối tượng đã dụ dỗ các em xuống phố. Nhưng sau đó, ép bắt làm nhân viên phục vụ, tiếp khách tại các quán karaoke, massage, thậm chí là tham gia vào các đường dây mại dâm. Cái chỗ tin nhắn là đi theo mấy người, rồi cuối cùng việc làm đâu thực tế, rồi mai có công an xã rồi kịp thời xử lý tình huống này. Qua vụ việc này, các gia đình cần phải tăng cường quản lý giáo dục con em, nhất là các cháu ở độ tuổi mới lớn. Khi các cháu sử dụng mạng xã hội, kết bạn với những đối tượng khả nghi, cần đề phòng cảnh giác. Gia đình cùng nhà trường nắm chắc diễn biến tâm lý, thời gian của các cháu, không để các đối tượng xấu dụ dỗ. Sáng nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Nguyễn Duy Khánh, sinh năm 1992, trú tại xã Nhân Mỹ, huyện Chợ Mới về hành vi trộm cắp tài sản. Theo thông tin ban đầu, Khánh là công nhân của một công ty thuộc khu công nghiệp Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Vào khoảng 9 giờ ngày 17 tháng 2, Khánh xuống nhà xe công ty lấy đồ thì phát hiện chiếc xe mô tô dựng gần xe của Khánh vẫn còn cắm chìa khóa trên xe nên đã nảy sinh ý định trộm, đem đi cầm lấy tiền trả nợ. Sau khi lấy được xe, Khánh điều khiển đến tiệm cầm đồ gần khu công nghiệp cầm cố với giá 7 triệu đồng. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đội điều tra tổng hợp công an huyện phối hợp với công an xã Bình Hòa đã nhanh chóng xác định Khánh là đối tượng trộm chiếc xe trên. Khánh còn thừa nhận trước đó khoảng một tháng đã trộm một chiếc xe mô tô khác tại nhà xe của công ty. Số tiền lấy trộm tài sản. Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng do xe ô tô 7 chỗ biển kiểm soát 36A48567 va chạm với xe đầu kéo biển kiểm soát 63C13659 trên tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế làm 3 người tử vong, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong, đồng thời ký công điện số 14 gửi Bộ trưởng các bộ, Công an, Giao thông Vận tải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc khắc phục hậu quả của vụ tai nạn này. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân kiêm trưởng Ban An toàn Giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng của tỉnh tạo điều kiện thuận lợi để gia đình nhanh chóng tiếp cận các nạn nhân trong vụ tai nạn, làm các thủ tục liên quan đến nạn nhân tử vong, tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn, xem xét xử lý nghiêm trách nhiệm của tổ chức cá nhân liên quan,
Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và Công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nêu trên. Xác định làm rõ nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn và các nguyên nhân có liên quan để phục vụ công tác phòng ngừa trong thời gian tới, Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành rà soát và tăng cường tổ chức giao thông hợp lý trên các tuyến cao tốc, quốc lộ trọng yếu, đặc biệt lưu ý bổ sung các kết cấu hộ lan, hốc cứu hộ cứu nạn trên các tuyến cao tốc, quốc lộ trong cả nước. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới, chủ động có giải pháp lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, hiệu quả để đẩy lùi, giảm thiểu tai nạn giao thông, bảo đảm tốt nhất an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản cho nhân dân. Trước đó, Công an huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế xe con vượt ẩu gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này. Trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 2, Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh Sơn La đã trực 100% quân số, huy động lực lượng tuần tra kiểm soát tất cả các tuyến giao thông trên địa bàn. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an toàn tỉnh đã tiến hành kiểm tra xử lý gần 500 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền nộp ngân sách nhà nước hơn 1,5 tỷ đồng. Tước 113 giấy phép lái xe, tạm giữ gần 300 phương tiện, trong đó vi phạm nồng độ cồn bị xử lý nhiều nhất với 264 trường hợp, tăng 190 trường hợp, tương đương tăng 256,7%. So với Tết Nguyên đán của năm 2023, phạt tiền hơn 1,1 tỷ đồng, 113 trường hợp vi phạm về tốc độ, 51 trường hợp vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe máy, 2 trường hợp vi phạm về quá tải, 7 trường hợp vi phạm về quá khổ, 4 trường hợp điều khiển xe trong cơ thể có chất ma túy và 19 trường hợp không có giấy phép lái xe. Tình hình tai nạn giao thông trong dịp Tết vừa qua được kéo giảm rõ rệt. Toàn tỉnh xảy ra 3 vụ tai nạn, làm chết 2 người, bị thương 8 người, giảm sâu trên cả 3 tiêu chí. Công an huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam vừa lập biên bản xử lý trên 150 trường hợp thanh thiếu niên có hành vi điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, chạy tốc độ cao, lạng lách đánh võng, gây mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Để bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh về việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an huyện Kim Bảng đã huy động 100% lực lượng phương tiện, tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Kết quả trong 3 ngày từ 12 đến ngày 14 tháng 2 năm 2024, lực lượng Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an huyện Kim Bảng đã phát hiện lập biên bản xử lý trên 150 trường hợp thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, tụ tập điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao, lạng lách đánh võng, gây nguy hiểm cho người đi đường và tiến hành tạm giữ 139 phương tiện vi phạm. Được biết, hầu hết các nhóm thanh thiếu niên vi phạm nói trên đến từ các tỉnh Thanh Hóa, Hà Nội, Thái Bình, Hải Dương và Hưng Yên. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc vừa ra quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đối với Dương Văn Linh ở huyện Bình Xuyên và Nguyễn Văn Kiên ở thành phố Phúc Yên về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó, trong quá trình sử dụng mạng xã hội Facebook thì Dương Văn Linh phát sinh mâu thuẫn và thách thức đánh nhau với Phùng Huy Hoàng. Linh rủ các đối tượng tại huyện Bình Xuyên và thông qua Nguyễn Văn Kiên rủ nhóm nam thanh niên đi lên thành phố Vĩnh Yên để đánh nhau với Hoàng. Tất cả gồm 31 đối tượng đi trên 14 xe máy, mang theo nhiều hung khí nguy hiểm như dao tự chế, đinh ba đi qua nhiều tuyến đường trên thành phố Vĩnh Yên nhưng không gặp Hoàng nên nhóm này di chuyển về huyện Bình Xuyên rồi giải tán. Trên đường đi, nhóm đối tượng đã hò hét, lạng lách đánh võng, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, gây mất an ninh trật tự tại địa bàn thành phố Vĩnh Yên. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vĩnh Yên đang tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng khác. Ngày hôm nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Tuyết Sương, sinh năm 1971, trú tại xã Đông Bình, thị xã Bình Minh về tội nhận hối lộ. Theo cáo trạng, trước khi phạm tội, bị cáo Sương là thẩm phán Tòa án Nhân dân thị xã Bình Minh được phân công giải quyết vụ án dân sự tranh chấp hợp đồng thuê đất từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2023. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bị cáo Sương đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, yêu cầu nguyên đơn trong vụ án dân sự trên phải đưa cho bị cáo Sương 50 triệu đồng để vụ án sớm được đưa ra xét xử, nhưng người này xin giảm số tiền xuống còn 40 triệu đồng. Đến ngày 3 tháng 10 năm 2023, khi Sương đang nhận 40 triệu đồng của ông này tại phòng làm việc trong trụ sở Tòa án Nhân dân thị xã Bình Minh thì bị cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao bắt quả tang và thu giữ toàn bộ tang vật.
Quá trình điều tra cũng như tại tòa, bị cáo Sương đã thành khẩn khai báo. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Tuyết Sương 4 năm tù giam về tội nhận hối lộ. Riêng người đàn ông đưa tiền cho Sương đã chủ động tố cáo toàn bộ hành vi phạm tội của bị cáo Sương, tích cực phối hợp với cơ quan điều tra nên không xử lý trách nhiệm hình sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng vừa tiếp nhận từ đồn Công an Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng hai đối tượng trốn truy nã tại tỉnh Đồng Nai trở về từ nước ngoài. Theo đó, hai đối tượng bị truy nã phát hiện gồm Mai Tiến Phúc trú tại huyện Xuân Lộc và Lê Đức Huy trú tại thành phố Biên Hòa. Cụ thể, Phúc bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Xuân Lộc ra quyết định truy nã về tội gây rối trật tự công cộng. Còn Lê Đức Huy bị Tòa Nhân dân thành phố Biên Hòa ra quyết định truy nã vào tháng 10 năm 2023 về tội cố ý gây thương tích. Với quyết tâm cao trong tấn công chấn áp tội phạm những ngày đầu năm, Công an thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã tập trung lực lượng triệt phá nhanh vụ cướp giật tài sản có tính chất phức tạp, đối tượng rất manh động, đồng thời thu hồi toàn bộ tang vật có giá trị lớn trong thời gian chưa đầy một ngày. Trưa ngày 15 tháng 2, một phụ nữ mang theo túi sách bên trong có 140 triệu đồng điều khiển xe máy đến một ngân hàng để đáo nợ ngân hàng. Khi đến đoạn đường DT609 thuộc thôn Nông Sơn 1, xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn, thì bị một đối tượng đi xe mô tô bám theo giật túi sách rồi bỏ chạy. Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo công an đã khẩn trương truy xét, nhanh chóng làm rõ đối tượng thực hiện vụ cướp là Lê Văn Bàn, sinh năm 1996, trú tại xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, hiện đang trú tại một nhà trọ thuộc phường Điện An, thị xã Điện Bàn. Nhận được tin báo đối tượng sẽ về lại nơi cư trú, tổ công tác đã mật phục đón bắt đối tượng vào lúc 5 giờ ngày 17 tháng 2. Công an thị xã Điện Bàn đã thu giữ toàn bộ tang vật gồm một túi sách màu đen có quai đeo và số tiền 135 triệu đồng và một xe mô tô. Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Châu Thành của tỉnh Bến Tre cho biết đã bàn giao các đối tượng và tang vật trong vụ đánh bạc tại xã Quế Sơn, huyện Châu Thành để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Chiều ngày 11 tháng 2 năm 2024, qua công tác quản lý địa bàn, Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Châu Thành phối hợp Công an xã Quế Sơn và Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động tiến hành kiểm tra khu đất trống của một hộ dân ở ấp Quế Hòa Đông, xã Quế Sơn. Tại đây, lực lượng công an phát hiện bắt quả tang một nhóm đông các đối tượng tụ tập tổ chức đánh bạc. Tại hiện trường phát hiện một bộ bài tây 52 lá và một cân đồng hồ loại 5kg, hai con gà trống nòi. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã lập biên bản 13 đối tượng liên quan, đồng thời tạm giữ trên chiếu bạc số tiền là 1.500.000 đồng cùng số tiền là 12.700.000 đồng trên người các đối tượng trên. Hiện vụ việc đã bàn giao cho Công an xã Quế Sơn tiếp tục xác minh, xử lý theo đúng quy định pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Dương Văn Linh, sinh năm 2005 ở Bình Xuyên và Nguyễn Văn Kiên, sinh năm 2005 ở Phúc Yên về tội gây rối trật tự công cộng. Trong quá trình sử dụng mạng xã hội Facebook, Dương Văn Linh đã phát sinh mâu thuẫn và thách thức đánh nhau với Phùng Huy Hoàng. Linh rủ các đối tượng tại huyện Bình Xuyên và thông qua Nguyễn Văn Kiên rủ nhóm nam thanh niên đi lên Vĩnh Phúc đánh nhau với Hoàng. Tất cả gồm 31 đối tượng đi trên 14 xe máy mang theo nhiều hung khí nguy hiểm như dao tự chế, đi qua nhiều tuyến đường trên thành phố Vĩnh Yên nhưng không gặp Hoàng nên nhóm này di chuyển về Bình Xuyên rồi giải tán. Trên đường đi, nhóm đối tượng hò hét, lạng lách, đánh võng, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông gây mất an ninh trật tự tại địa bàn thành phố Vĩnh Yên. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vĩnh Yên đang tiếp tục tiến hành điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng khác trong vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật. Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công an tỉnh Bắc Cạn đã nỗ lực giữ vững an ninh trật tự cho người dân vui xuân đón Tết an toàn, bình yên. Tình hình trật tự an toàn giao thông được đảm bảo, tuy nhiên số vi phạm về nồng độ cồn vẫn xảy ra khá phổ biến. Trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Cạn đã trực 100% quân số theo chỉ đạo của Bộ Công an với tinh thần xuyên đêm xuyên Tết. Lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh đã bố trí 209 tổ tuần tra kiểm soát với 975 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, phát hiện lập biên bản 506 trường hợp vi phạm, phạt tiền ước tính hơn 1,4 tỷ đồng, trong đó xử lý 198 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tước giấy phép lái xe 146 trường hợp, tạm giữ 331 phương tiện. Hiện nay,
trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn đang diễn ra các lễ hội đầu xuân năm mới. Vì vậy, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông càng được triển khai quyết liệt hơn, đặc biệt là kiểm soát chặt chẽ vi phạm về nồng độ cồn để người dân tham gia các lễ hội được an toàn và phấn khởi.